Trong quý tư năm 2014, thì lợi nhuận của tập đoàn sản xuất ô tô Mỹ General Motors đã đạt mức tăng khả quan. Dự định thì sau khi giải quyết các vụ kiện tụng liên quan đến triệu hồi xe, thì GM sẽ chia cổ tức 20%. GM đã có một năm hoạt động đầy sóng gió. Lợi nhuận quý vừa qua đạt mức 2,4 tỷ đô la, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào dòng xe tải lớn. Chuyên gia Carl Brower của hãng nghiên cứu Kelley Blue Book cho biết, GM đang đẩy mạnh mảng kinh doanh xe tải và xe thể thao đa dụng SUV, đồng thời hãng này cũng đang cắt giảm chi tiêu và kết quả là đạt được lợi nhuận làm hài lòng giới đầu tư. Lợi nhuận của GM khả quan nhất là ở thị trường Bắc Mỹ, ngoài ra thị trường của GM tại Trung Quốc cũng tăng. Chỉ riêng thị trường châu Âu, GM chịu lỗ. GM cũng mất dần thị trường ở Nga. Tại thị trường này, GM phải cắt giảm sản lượng sau khi bị tác động mạnh bởi đồng rúp đi xuống. Trong năm 2016, CEO Marie Barra dự kiến sẽ có chiến lược vực dậy thị trường châu Âu. Nói về lợi nhuận, sau khi GM giải quyết các vụ việc pháp lý liên quan đến triệu hồi xe trong năm qua, hãng này sẽ chi cổ tức 20%. Mức thưởng thường niên cho nhân viên dao động từ 9.000 đến 48.000 đô la. Sau thông tin này, cổ phiếu GM tăng 3%.